Hello tất cả mọi người. Hôm nay sáng nay Ngọc ăn một tô mì gói nè các bạn. Mì gói nè các bạn. Ngọc ăn tìm mua gói mì này á, là nó là cái hiệu Nongshin này là của Hàn Quốc luôn các bạn. Nhưng mà nó là trong tô. Thì Ngọc giải thích cho các bạn nghe cái lý do mà tại sao Ngọc lại ăn cái tô mì này, mua mì này. Ngày xưa lúc mà Ngọc mới qua mà Ngọc còn ở bên chú Bình á, thì khi mà đi làm á, có khi là đem đồ ăn chung thì Ngọc chú Bình với Chánh rồi này chị ăn chung rồi, mà có khi mà hết đồ ăn á mà hả đói bụng quá đó, mà lúc đó chưa có đi về nhà, chưa có kịp đi về tới nhà, thì cái gói mì này nè, nấu cái gói mì này lên ăn. Mà cái thời đó các bạn là cách đây cũng 7-8 năm rồi. Hồi đó cái gói mì này Ngọc nhớ như in, cái tiệm gần nhà bán là 1 đồng 29 sen một gói. Mà cái lúc đó là thí dụ như 8-9 giờ là về phải không, tại vì là ở chung với chú Bình đó, nên là chú Bình làm chủ thì mình đi về trễ hơn những cái người thợ ta muốn về mấy giờ. Nhưng mà mấy lúc đó cỡ chừng hả 6 giờ tối cái mình đói bụng quá, mà trong đầu cứ suy nghĩ hoài, nói bây giờ không biết có nên đi qua mua cái gói mì này ăn hay không. Tại vì hả bây giờ nếu mà chờ thêm một vài tiếng đồng hồ nữa thôi á, thì về nhà có cơm ăn rồi, mua cái gói mì này 1 đồng 29 sen á hả, nó uổng tiền. Lúc đó cái thời đó mà các bạn đi du học đồ nào mới qua đồ này kia, mà không phải là Ngọc kể cái kiểu mà nó thảm thương, nhưng mà cái lúc đó là tại vì mình chưa làm được ra nhiều tiền á, nên là hả cái đồng tiền á nó rất là quý giá. Xài là mình phải suy nghĩ, mình đắn đo muốn mua một cái ly cà phê bên Starbucks, xài muốn ăn một cái bánh hamburger bên không phải Starbucks nữa, thời đó làm gì có cái cửa mà đi ăn Starbucks McDonald's. Muốn uống một cái ly cà phê bên McDonald's 3 đồng mấy 4 đồng cũng phải suy nghĩ nó, trời giờ có nhiêu đây mà ăn hết nhiêu đó rồi cái hả ấy tốn tiền rồi này kia, cái hồi đó cũng ít ăn lắm. Còn Starbucks là hả phải lâu dữ lắm mới uống được một ly Starbucks 5-7 đồng á, mà cảm thấy là nó sướng rân người luôn á. Cái đó là Ngọc kể cho các bạn cảm giác thật sự mà lúc mà Ngọc mới qua các bạn cách đây 6-7 năm á, cái đó là cái cảm giác. Nên là bây giờ Ngọc ăn cái tô mì này nó Ngọc rất là tự nhiên, nó làm Ngọc nhớ tới kỷ niệm xưa, nên Ngọc muốn chia sẻ với các bạn vậy thôi, chứ không phải là Ngọc than thở ngày xưa làm sao, mà cái giống như là cái tư tưởng mình mới qua là mình chưa có nhiều tiền á, mình muốn đợi về tới nhà. Ngọc là Ngọc thực tế lắm, không có che giấu những cái gì mà ngày xưa khổ á, là sao thực tế, sống thực tế cho khỏe. Là cũng chắc cũng giống như những bạn sinh viên bây giờ khi mà làm ít tiền á, thì cũng muốn tiết kiệm tiền. Nhưng mà các bạn cố gắng đi, cuộc đời người không ai biết được hết á. Một năm thay đổi theo từng thời gian, giống như cái đồng hồ mà ở cái cửa tiệm của Ngọc á, nó có từng cái con số, thì mỗi giây mỗi phút là mỗi câu chuyện khác nhau, nên là không ai biết được ngày mai sẽ ra sao hết á. Nhưng các bạn cứ cố gắng lên, cứ sống thật là tốt. Một cái điều quan trọng nhất á, là phải sống cho cái tâm mình thật là tốt và cực kỳ tốt, thì tất cả mọi sự tốt đẹp sẽ tới với tất cả mọi người thôi. Nay ăn có tô mì không mà hồi ức kỷ niệm xưa. Ngọc ưa hồi ức kỷ niệm xưa lắm. Lúc nào mà mình khổ, lúc nào mà mình ấy ấy, sao mình ưa hồi ức. Ngày xưa mua gói mì này là mua từng hộp 1 đồng 29 sen, còn bây giờ mua là mua một thùng. Một thùng này á, là thùng này nhiêu tiền ta, 6-7-8 đồng gì đó. Giờ là ngày xưa là mua gói, là các bạn thấy ngọc lên rồi chứ gì nữa. Ngày xưa là mua gói, bây giờ mua nguyên một thùng mì luôn, là các bạn thấy là Ngọc lên. mới vừa đi massage xong cách đây 2 tiếng đồng hồ. Ngọc đi massage xong á, thì ở nhà chay với ba chay á, chở nhau đi mall chơi, rồi ba nó chở nó đi Disney store, xong rồi cái Ngọc đi shopping, xong Ngọc ra cái Ngọc đi massage, xong ra cái Ngọc đi mua sắm một chút. Ba chay bữa nay kiểu như là giữ chay đi, Ngọc có một cách thư giãn rồi này kia đó. Còn Ngọc thì thư giãn thì không có gì, Ngọc chỉ là massage với lại là đi shopping thôi. Nên là cũng mua sắm được một chút đồ. Ngọc nghĩ Ngọc mua được ba
cái quần với lại hai một cái áo hai cái áo gì cho Ngọc á. Còn nhiều là Ngọc mua cho Việt Nam tiếp. Một nạt mà chủ yếu là Ngọc mua cho mẹ với ba. Còn chút nữa Ngọc dặn cho bạn coi, tại vì bữa nay Ngọc quên, bữa nay là thứ bảy nên là cái chỗ mà gửi đồ về Việt Nam á là nó không có mở cửa, tới chủ nhật mới mở. Nên là Ngọc cũng còn một cái ngày để Ngọc đi coi coi còn cái đồ gì để Ngọc mua hay không. Rồi á hả, bây giờ 5 giờ rồi nè. 5 phút nữa là Ngọc về tới nhà là 5 giờ rưỡi, Ngọc có một cái cuộc hẹn để đi xem nhà tiếp tục. Coi cái nhà này có coi làm sao. Không, mà bữa nay là coi nhà, là từ giờ coi nhà là Ngọc không có quay nữa. Ngọc chỉ tới âm thầm nằm lặng đi coi, tới chừng nào Ngọc cầm được cái chìa khóa trên tay rồi để Ngọc lúc đó rồi Ngọc lại công bố cho mọi người cùng xem, rồi mọi người cùng vui với Ngọc. Bây giờ là Ngọc chơi vào nhờ những bước chân âm thầm và lặng lẽ. Biết là cũng như là đi xem thì mọi người sẽ xem được nhiều cái phong cách thiết kế, nhiều ngôi nhà, coi được nhà ở Mỹ xây sao sao. Nhưng mà cái đó là mọi người, chứ còn mà đối với Ngọc á hả thì không có nhiều ý kiến trái chiều quá, nên thôi để Ngọc chừng nào có được căn nhà xong đi Ngọc quyết định xong hết rồi cái Ngọc quay cho mọi người xem, mà lúc đó mình chung vui tân gia với nhau sao cũng được. Giống như bây giờ là chơi giống như là vậy nè, từng bước thầm mưa giữa mùa tháng năm, tay ôm sâu kỷ niệm gió rét về lạnh căm, từng bước chân âm thầm. Cái bài đó là biết em Ngọc, các bạn biết Ngọc à, cái bài Ngọc mới vừa hát á là chị Mỹ Tâm có cover lại bài đó hát trong cái album, trong một cái album. Nhưng mà hả, chuẩn bị đây nè, tiếc ghê, ngày mấy tháng 9 này, ngày mấy tháng mấy ta, sao tôi đi tự nhiên giờ quên rồi, là chị Mỹ Tâm chuẩn bị làm một cái live show tri ân. Trời ơi, ước chị Ngọc có mặt ở Việt Nam để Ngọc có thể đi cái live show đó. Ước mơ chị là ước mơ. Cái live show tri ân đó là Ngọc nghĩ là trời ơi, lâu dữ lắm rồi chị Mỹ Tâm mới ra một cái live show. Mà bây giờ phải làm sao để về mới được để coi được cái live show đó. Các bạn nào mà ở Việt Nam đó mà yêu thích chị Mỹ Tâm á, giúp nhớ giúp dùm Ngọc đi xem ủng hộ chị Mỹ Tâm nha. Thần tượng của Ngọc đó, thần tượng cho tới bây giờ vẫn thần tượng từ năm 12 tuổi cho tới giờ. Năm nay 27 tuổi rồi, 15 năm trời vẫn một thần tượng, một đỉnh của đỉnh. Đây Ngọc về tới nhà rồi, đây gọi hai cha con nó. Gọi hai cha con đó bây giờ kìa, coi nó kìa. Dân chơi đổi nó. Cái nón đó cái cô nào tặng cho nó đó. Đó, dân chơi đợi ba đó. Trời ơi, mày đặt đeo bao tay hay gì nữa đó. Chà đó. Trời mùa đông. Các bạn, mấy bạn coi cái cây nè. Hai cha con, hai người hai đội hai nón. Hai cha con phong cách giống nhau chưa? Hai người đội hai nón. Ôi trời. Đi không lựa chỗ đàng hoàng, đi toàn lựa chỗ tuyết không. Đã ghê, trời sáng giờ ba chở đi Disney Store đó, họ có mua đồ chơi không? Có sao không? Mua một món đồ chơi. Cái lưới đằng sau lưng của chồng Ngọc, các bạn thấy không? Người ta dùng, người ta để người ta đánh hockey á. Coi kìa. Coi. Được đời không? Được đời nói không? Lúc nào cũng lang thang, mang đồ dài chi đó trời, mang dài chi rứa. À rồi giờ có cánh thần. Hello. Hi, I'm sitting in the back seat. Yeah. Ôi trời ơi, trời ơi, mùi. Ôi trời ơi, mùi dữ trời. Ủa nó nghe là cái quần đó đâu vậy? Hả? Cái quần đó đâu vậy? Daddy, where is that pen? She didn't want to bring it. I asked if she wanted to bring it. She no, the pen. The pants? Yeah. What do you mean? It's in her laundry. I've never seen that pen before. Ủa okay. Cái quần đó đâu trời, quần mà có hai trái tim á. Ủa cái quần đó mẹ đâu có nhớ là mẹ mua cái quần đó hồi nào đâu, mà tự nhiên giờ có cái quần mà ở dưới cái đầu gối có hai trái tim nữa trời. Ok, can you loosen it up a little bit for her because it's really tight. I know, I can't pull my hands up. Yeah. You okay? Rồi, ơi con, hồi sáng giờ con nhớ mẹ không? Nhớ mẹ booty. Chắc tao đập con này quá. I
Ok, bây giờ Ngọc tới cái chỗ cái khu nhà mà Ngọc muốn coi rồi nè. Đây vòng vòng cái khu nhà đó nè các bạn. Cái này cũng gần à, sát bên nhà của Ngọc ở luôn, gần nhà Ngọc ở có 9 phút à. Cách nhà Ngọc ở có 9 phút à. Đây. Để vô coi căn này sau đó cho mấy bạn coi ở ngoài thôi ha. Để mình vô mình coi trong coi như thế nào. Đó đây, cục vàng cục ngọc đâu đây, đi ra đây cục vàng cục ngọc. Đây nè mọi người ơi, thì Ngọc đi coi nhà về rồi. Cái nhà đó nói chung là chồng Ngọc ảnh rất là thích cái nhà đó. Còn Ngọc thì ok, Ngọc thì nó cũng được. Nhưng mà Ngọc thích nhất là cái của căn nhà đó là cái nó rộng, cực kỳ rộng. Ở dưới ấy nó cũng rộng nhưng mà người ta chỉ có làm mới ở cái chỗ, cái tầng ở giữa ngay chỗ cái bếp. Rồi còn cái basement đó thì nó còn cũ. Rồi lấy kẹo ăn phải rồi. Nói chung là còn phải sửa nhiều, mua cái nhà đó về là phải sửa nhiều, phải bỏ thêm một mớ tiền để sửa đó. Đèn ở trong đó nó cũng không được sáng sủa, phải sửa thêm đèn. Rồi cái đèn bự ở ngay chỗ cái hallway đi vô cũng phải mua cái đèn bự đó, mua nhiều lắm, mấy ngàn đô một cái, gần rất nhiều lắm. Rồi nhưng mà nó được cái rất là rộng rãi. Chồng là có nói thôi bây giờ gọi điện thoại cho realtor để mình bỏ offer liền, nhưng ông nói từ từ chứ chưa cái gì hết. Mẹ Ngọc chưa thấy nhà, Ngọc chưa cái hướng là hướng nam, chưa biết là hợp với Ngọc không, từ từ đi chứ làm gì hối dữ vậy. Anh nói bữa thấy hợp cái nhà kia không, rồi nói từ từ. Thôi bây giờ bỏ qua chuyện nhà bên đi để cho Ngọc làm xong cái video clip nào review cho các bạn cùng xem này. Cái bắt đầu Ngọc nói chuyện với mọi người về cái căn nhà đó sao. Nay đi shopping. Ôi rồi cái mớ này, cái quần này là mua cho ba nè. Who's that? For my dad. He doesn't have that big of a waist. No, he's 28, this is 29, he can wear a belt. You barely can find a waist for him. Anh bà chồng mà nói có quần gì cho ai, thì Ngọc nói quần gì cho ba. Cái chồng mà nói ủa ba sao, ba đâu có cái body gì vậy mà sao mà anh vừa. Ngọc nói là không có hiếm khi nào mua được nhiều quần cho ba lắm. Phải về là ba đeo theo cái sợi dây nịch với đẩy chứ hả, chắc cái này chắc vừa, một là vừa, hai là cắt thêm xíu nữa. Lúc nào cũng phải vậy đó. Chứ còn ba là phải mặc quần Ngọc phải mai. Ngọc sao mà Ngọc nói mẹ Ngọc phải dẫn ba đi mai quần, chứ Ngọc phải mua giải về cho ba mai quá. Tại vì chú Bình á, chú Bình mai quần là chú Bình tới một cái tiệm người Hàn Quốc á, chú Bình mai quần mai áo qua đó. Này là kiếm được thêm một cái áo cho ba ly với bên sành. Đó. Còn cái quần này là cho Ngọc đây. Quần này cho Ngọc, cái quần này còn rẻ lắm các bạn. Ngọc nói trời cái quần này không mua gì giờ. Cái quần này á, trời ơi cái giá mà chưa sale là 110 đô. Mà sale rồi á còn có 10 đô rồi. Rồi còn 30% hết của cái 10 đô là tính ra cái quần này có 7 đô rồi đó trời. Không mua quần này mua quần nào vậy? Đó, 7 đô. Cái quần này jean. Quần jean của cái hiệu này. Cái hiệu này rất là tốt các bạn, Rag & Bone á. Cái hiệu này rất là tốt. Cái quần này thì Ngọc mua với cái giá là, cái quần này chưa sale là 195 đô, Ngọc mua với cái giá là 60 đô mà được thêm 30% off nữa. Thì cũng còn được bốn mấy 50 đồng cái quần này. Cái này là ai đây? Ồ, cái này là cũng là một cái váy mà Ngọc mua để có gì hè mặc. Cái váy này người ta sẽ mua một cái váy dài á. Cái này Ngọc mua khoảng như ta 20 đô mà được sale 30 không nữa. JD, you just ruined all that. Cái này là cũng của Ngọc không nè, cái này cái đầm nè. Cái đầm này cũng của Rag & Bone luôn không ta? Đúng rồi, Rag & Bone. Size small. Để khi nào cái đầm này nó run big á. Nó giống như là bự á. Cái áo này là mua cho mẹ. JD, you bring it to me. Áo mua cho mẹ, để quên đi. Cái áo này cũng là mua cho mẹ luôn nè. Mua cho mẹ luôn. Lâu lắm mà Ngọc không mua đồ cho mẹ Ngọc á. Các bạn thấy không? Ngọc có mua là Ngọc quay video clip cho các bạn coi rồi. Lâu lắm mà không mua. Cái áo này cũng mua cho mẹ luôn nè. JD's gonna steal the show in the background. Hả? JD's gonna steal the show in the background. Đây là cái quần mua cho mẹ luôn nè. Quần này của Saks Fifth Avenue. Cái quần này cũng còn được giảm giá có 25 đô mà giảm mà còn cái gì vậy, 25 đô là cỡ 500-600 ngàn á các bạn. Cái này là cũng một cái áo của Ngọc luôn, cái áo Vince.
Quần này mua cho mẹ luôn à. Quần này mua cho mẹ. Tommy Bahamas. Mày mua lửng 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 cho mặt thoải mái. Quay lại vậy đó để về Việt Nam viết quần đồ quay vô rồi. Ngọc tới giờ này Ngọc thích mặc quần tây nha. Không biết sao muốn già rồi muốn chỉnh chạc rồi ha. Sao thích mặc quần tây. Thấy một cái quần tây của hiệu Theory rất là đẹp. Nhưng mà biết sao cái dáng của Ngọc đó là cũng như là chân của Ngọc là chân người mẫu. Nên là khi mà thấy mấy cái quần tây mà nó khổ tới cần cắt á, mà nó ngắn ngắn lửng lửng như này Ngọc thích à. Đó, muốn mặc quần tây, dạo này thích mặc quần tây. Thì Chiến này còn mua đồ cho mình cũng nhiều quá chứ. Đây cũng là thêm một cái quần của hiệu Theory nè, Theory Ngọc. Là giống như cái đồ này, đồ công sở, đồ này kia các bạn. Trời ơi, cái quần này mà chưa sale có cái giá đó nè. Chưa sale là 325 đô, là 7-8 triệu của quần này á, sale rồi còn 80 đô. 80 đô đó là thêm 30% off nữa. Là cũng 5-6-70 gì đó. Đó. Nó cũng là một cái quần tây mà nó ngắn ngắn ngắn. Không biết sao dạo này thích mặc quần tây. Dạ chị. Trời ơi đẹp quá, ba mua con hả? Đây cũng là một cái quần nè, cái quần mới dạng là quần váy. Đẹp quá, ba mua con đẹp quá. All the monsters. Quần này dạng quần váy. Để Ngọc luôn. Quá đẹp luôn, ồ cái con đó giống cái con su lì đó. Silly. Mua cho ba một thêm tại vì nịch nữa. Mua cho ba thêm tại vì nịch nữa. Nên nịch tại vì nó có cái size 28. Nên mà thấy cái nào mà vừa với ba là thấy lấy được. Trời ơi đẹp quá toàn phù thủy không à. Rồi á, tặng cho ba cái bóp. Hồi trưa này đó Ngọc có gọi điện thoại cho chú Bình. Nói ba chú ơi, mua gì cho ba con có mắt kiến. Tại vì các bạn biết ba Ngọc á, có một con mắt bị hư á. Nên là nhiều người hay comment hỏi ông này, ông già này, nói chuyện có đương nhiên, ông già này hả, chảnh trẻ rồi làm video đeo mắt kiến rồi này kia. Nhưng mà các bạn không biết ba Ngọc bị mưa mụn mắt. Nên là hả, giống như là ba Ngọc cũng cảm thấy rất là tự ti về điều đó. Ai cũng vậy, ai mà muốn mình đẹp đúng không? Nên là ba Ngọc ưa đeo mắt kiến. Và Ngọc lúc nào, tại vì khuôn mặt mình là cái bộ diện của người ta nhìn vô mình, mà Ngọc lúc nào cũng muốn ba đeo một cái kiến rất là đẹp. Nên là Ngọc mà cái kiến của chú Bình đang đeo đó các bạn, cái hiệu đó. Ngọc nói chú đi ra cái chỗ cái tiệm mắt kiến á, coi dùm cho ba con cái mua dùm cho ba con mắt kiến. Chú Bình mua rồi, nhờ chú Tám đem về dùm. Chú Tám là nay mắt chú Tám một chút nữa đi qua nhà chú Bình lấy dùm mắt kiến của Ngọc nè, của ba Ngọc nè. Và chú Bình mua rồi đó, chút nữa Ngọc gửi tiền lại cho chú Bình. Mua lượng đấy chứ kiến là đẹp lắm, nhưng mà để chừng nào về đi ba coi. Rồi Ngọc tặng cho ba một cái bóp, tại vì lâu quá rồi Ngọc không có mua cho ba một cái bóp nào hết. Có một cái bóp rất là đẹp luôn, Ngọc nhìn. Polo. What? A Ralph Lauren. No. Polo? No. Burberry. Yeah. Ngọc mua tặng cho ba. I was trying to go off that symbol, but it's small and shiny. Yeah, this is a Burberry one. Tặng cho ba một cái bóp, để cho ba có cái bóp ba mang. Cái này á, cái này là chưa sale là bao nhiêu tiền ta? Này giá không biết nó có giá chưa sale không đấy. Ồ cái này sale cũng không nhiều, này sale có 50-60 à. It was on sale right? It was on sale only 50-60 bucks. It was 335 and now it's 280. You know what's funny is me and JD were at the mall. And I told JD, I was like, if mommy was here, we'd be shopping in all these stores. Little did I know that you were shopping in all the other stores. Chồng Ngọc nói ảnh với trai đi cái mall chơi á. Cái ảnh nói với trai này là nếu mà mẹ con có ở đây là mẹ con đi shopping hết mấy cái cửa hàng này đó. Rồi á, mua cái này là Ngọc thấy đẹp quá, nhưng mà lúc đó là 3 giờ sáng nên là Ngọc không có gọi cho anh Bảo được. Nhưng mà Ngọc nghĩ là Ngọc nói là anh Bảo anh nên xài cái bóp này nên là Ngọc lấy luôn. Lấy hai cái luôn để cho ba với ảnh ấy. Nhưng mà cái này Bảo cái bóp này trả tiền lại nha Bảo nha. Oh, so ba and Bảo have a matching. Bảo bóp này là trả tiền lại nha Bảo nha, không có cho nha Bảo nha. Trả tiền lại. Oh, Bảo bought that one, you called him? No, I haven't called him, but I think that he should use it, so I told him that he should pay me back. Yeah. Nhớ trả lại nha, 280 đô. Thôi cho tiền thế khỏi tính đi. Trả lại 280 đô giùm cái. Không có cho nha chưa. Cái nào cho, cái nào không cho là không cho. Còn mình nếu mà bảo không thích, nếu mà không thích thì thôi kêu để Ngọc đi trả lại. Like if you don't like it, I can go and return it. Yeah, yeah. Nhưng mà Ngọc nghĩ là Bảo nên xài cái bóp này, Bảo nên phải nên có một cái bóp này để xài. Nên là Ngọc mua. Chứ rồi họ hỏi ý kiến của Bảo thì Ngọc không hỏi, nhưng mà Bảo phải trả tiền lại cho Ngọc. Cái này á là
cái đó, cái đầm cho mẹ để mặc cho nó đi chơi, đi đâu đi đồ này kia thoải mái thôi chứ không phải đi tiệc đi tùng gì. Đầm này cũng cũng ok, giá cũng ok, cũng được, không tới nổi. À, còn cái đầm này nè, thí dụ như đi tiệc được nè, cái đầm này thí dụ đi tiệc được nè, tại vì nó hoa lá đó, hoa lá nhẹ này đi tiệc được nè, rồng rắn lên mây. Rồi đây mua cho ba thêm một cái áo nữa, mua cho ba thêm một cái áo nữa. Ba dạo này ba với mẹ là chiến này là đồ không ở nhà, mấy chiến trước là anh Bảo với chị Ngân rồi này kia lâu dữ lắm rồi, cả năm mấy hai năm trời rồi chứ chưa có mua cho mẹ với ba đồ gì đó. Ba nữa nè, này mẹ đã ba một cái áo đi cho ba này, áo đi cho ba, áo đẹp không? Ba là bây giờ là phải mặc quần tây rồi mặc cái áo này là phải đóng dây nịch vô rồi mang đôi dài vô đàng hoàng đó. Happy New Year. Cái này quần cho Ngọc, cái này là cái quần mà cái dạng có mấy cái túi bự bự đây, dưới đây nó có chấm chấm lại, nhưng mà cái quần này cho Ngọc. Một cái áo này cho mẹ, đúng rồi. Còn ở trong đây là một cái áo nhỏ đó, rồi đừng coi không coi rồi. Bây giờ nè thôi về việc không nha. Bây giờ là đi về đó là một ghé một chỗ một mua đồ ăn ăn luôn chứ còn không có bữa nay các bạn là cái cơm của Trung Đông. I like that because you can pick on it later because I'm not hungry now. Oh, ngon quá. Mom, I need some french fries. French fries gì? French fries ăn cơm chung với mẹ này, cái này ngon. No, you gotta. Ok, chồng Ngọc thì anh ăn rồi. Bây giờ thì tới Ngọc ăn thôi, Ngọc đói bụng quá. Cái này mà ăn mà nóng là ngon lắm mà không. Nãy về là phải đi ở nhà coi đồ rồi. Lớp cày đi chỗ khác. Nãy giờ cái này 1 tiếng đồng hồ đó. Đói bụng quá, lâu quá không ăn cơm này các bạn thấy không? Lớp cày ra chỗ khác coi. Ăn miếng này. Mời mọi người nha. Rốt. Như vậy là hết, hôm nay là một ngày thứ bảy của Ngọc đó các bạn. Thơm nhẫn ngọt ấm. Này mấy cái nước của Nhật Bản hôm qua nè. Wow. Nước này ngon nha mọi người nha. Nho. Thơm. Ngọc để qua đường á. Tủ lạnh hết chỗ để rồi. Lucky kỳ ghê ta, đúng là lucky thì chứ. Give him a little piece of meat so he put it on the floor so he goes away. Nè, ăn thịt gà nè. Here you go, Lucky. Here you go. Come here. Okay, go down to the floor. Put down the floor. Cái này là cái gì vậy? Ngủ này nghe mùi tắc. Ngon, ngon. Nhưng mà ngon cái kiểu mà tắc giống như tắc nhâm vậy. Trời ơi, để ngoài trời nó lạnh đã ghê. Lucky, we gave you some food. Hey, Lucky, we gave you some food. Cho mất cây nè. Thịt gà. Thịt tôm, thịt cừu, thịt bò. Những món này ngon ghê. Lâu quá không ăn lại ngon. Một năm là phải ăn cái này 2-3 lần. Nó rất là hợp khẩu vị. Rất hợp khẩu vị luôn á. I don't understand why houses have two stoves. Is that a new trend? Maybe. I guess it's convenient sometimes. Chồng Ngọc nói cái nhà mà nãy Ngọc với anh đi coi á, có hai cái oven là cái lò nướng luôn, để song song kế nhau vậy nè.
không biết sao phải cái nhà phải có hai cái lò nướng. Tại vì người đó thích nấu ăn nhiều quá hay là sao nữa. I guess it makes sense if you're hosting for like Thanksgiving. Mm-hmm. And you need to cook a turkey and a ham and. Trời, uống thử nước này ngon lắm con, ngon lắm con. Uống thử đi ngon. Ngon. Great. Ngon. Ngon. Mẹ nói ngon mà. Katie, nói... sit down. Mẹ nói con ngon là ngon mà con không. Nè, ông muốn cơm với mẹ nè. Ông muốn cơm mẹ. Hả mẹ? Ừ, còn đây là chay. Chay vừa đi chơi về ba mua cho một cái đầm rất là đẹp luôn cô chú ơi. À, quay cho cô chú coi cái coi. Quay cho trời con đi chơi trời trời trời. Trời trời làm gì vậy? Trời ơi có được không? Được không? Ôi trời trời trời. Ê ê nó nghe nè đâu có ai mặc đầm mà chơi mà dở cái chân chỗ đó rồi. Trời ơi nó đòi ba nó mua cho nó đầm giống y chang Elsa luôn đó này. Anh nè, cái này là công chúa anh nè. Hay là công hay này là Olaf, này là Olaf, cái này là cái đầm của Olaf. Không cái đầm đó của ai ạ? À? Anna hả con? Có chứ không phải là của Alibaba hả? Yeah. Thì xin cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều đã xem cái video clip này nha. Hy vọng là mọi người thích cái video clip này, like cho cái video, bấm nút đăng ký để có thể tiếp tục theo dõi những video clip tiếp theo. Chào tạm biệt tất cả mọi người.